Chào các bạn. Các bạn nhìn xem cái ấu trùng của trại ruồi lính đen Việt Nam nè các bạn. Ấu trùng giống mà ổng chắc đóng vậy nè các bạn thấy không? Nè, mình khui cho các bạn xem nè. Nó dày cỡ này nè. Đấy. Các bạn thấy khiếp chưa? Khủng khiếp không? Mình là cái má mình là có chậm chậm cho nó rung. Nó rung nó không rõ. Nhìn ấu trùng khiếp không các bạn? Các bạn thấy không? Đây là cái tai của mình nè. Đây này, con. Khiếp chưa các bạn? Anh quay cái máy, anh quay ngang giống như em nè. Anh đừng quay đứng. Quay đứng nó không được đẹp lắm. Dạ hả? Dạ, quay ngang qua. Đây là cũng một anh học trò đang trải nghiệm ở trại ruồi lính đen Việt Nam. Và đây là bữa nay là thầy đã thí nghiệm thành công cái thủy phân ruồi lính đen. Mình đang muốn xuống học hỏi từ thầy. Đặc biệt là Trang có cái tính là mê học lắm các bạn. Mê học, học cái gì kiếm tiền được là Trang sẽ học nha các bạn. Không ngại đường xá xa xôi đâu các bạn. Nhiều bác điện thì bảo ngại quá, chỗ em xa quá, này kia nọ, anh này nọ kia thì nhiều bác thì cách nhà Trang khoảng 100 cây số thôi là đã sợ xa rồi các bạn. Còn từ Trang xuống nhà thầy chắc cũng có tầm 100 mấy 200 cây các bạn. Nhưng Trang không sợ đường xá xa xôi đâu các bạn. Trang rất là mê học hỏi. Thầy làm được cái gì thì Trang sẽ xuống học. Học lại. Tại vì người ta nghiên cứu ra thì người ta sẽ chuyển giao nha các bạn. Không có gì mà miễn phí hết, Trang sẽ xuống học lại từ thầy. Thầy sẽ chuyển giao là những cái công nghệ mà làm thủy phân ruồi lính đen. Thì tới đây Trang sẽ làm cái thủy phân đó mà để áp dụng cho chăn nuôi. Xem con gà, con vịt như thế nào rồi Trang mới công bố với cộng đồng nha. Trang không nói bằng miệng, Trang phải nuôi thành công. Thì Trang sẽ chia sẻ cho bà con mình. Thì các bạn chịu khó nha. Để Trang thí nghiệm với thầy đã thí nghiệm thành công rồi các bạn. Nhưng mà mình muốn trải nghiệm các bạn. Mình muốn trải nghiệm lên con gà, con vịt, con heo hoặc là chim chỉ. Thì cái nào mà trải nghiệm ok thì Trang sẽ báo với các bạn nha. Còn tại vì cái thị phân trên thị trường rất là nhiều các bạn. Nhưng mà Trang thấy Trang mua về, Trang cho gà uống nó không thích đâu các bạn. Nó không uống đâu các bạn. Trang đã thí nghiệm ở nhà, Trang có mua của nhiều công ty về để cho gà uống nhưng mà gà nó không hề thích nha các bạn. Còn cái độ phát triển của nó thì cũng không bằng mình cho ấu trùng ăn mà ấu trùng các bạn. Thì tới đây thì Trang sẽ trải nghiệm xem cái sản phẩm của thầy làm ra nó như thế nào thì Trang sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn tại vì ở nhà Trang thường thường thì Trang cho gà ăn bằng cái ấu trùng nó còn nhỏ. Thì chắc chắn là cái dinh dưỡng nó không bằng những cái ấu trùng già này các bạn. Ở đây thầy nuôi cái ấu trùng già thầy mới cho làm thủy phân. Tại vì con ấu trùng già quá thì con gà của mình nó không tiêu hóa được nha các bạn. Nên Trang cứ cho gà ăn cái ấu trùng nhỏ để cho gà nó dễ tiêu hóa. Còn bây giờ nếu mà thầy đã thủy phân ra rồi thì nó quá tốt rồi các bạn. Nhưng mà để chứng minh được cái sản phẩm của thầy nó có tốt hay không thì Trang sẽ nuôi một đàn gà hoặc đàn vịt, Trang sẽ sử dụng bằng cái ấu trùng đó và Trang sẽ tính xem cái chi phí nó giảm như thế nào thì Trang sẽ chia sẻ lên cộng đồng mình nha. Các bạn hãy chờ và đón xem những cái clip mà Trang sẽ làm tới đây. Thì có thể tới đây là Trang sẽ bắt tay cùng thầy làm để đưa ra thị trường những cái sản phẩm sạch, rẻ và hữu ích cho bà con nông dân. Tại vì Trang thì cũng rất giống như thầy, muốn tìm cái sản phẩm rẻ để đưa lên cộng đồng chứ không có muốn mà dùng những cái sản phẩm mắc để đưa cho bà con nông dân. Thì tới đây các bạn hãy chờ đón nha. Trang sẽ làm nhiều clip
Giờ hiện giờ thì Trang cùng thầy sẽ đi tìm những cái trại, xem những cái trại, thuê trại để làm, chứ Trang không xây trại nha các bạn. Ở nhà Trang thì hiện giờ là gà đã lớn rồi, thì Trang sẽ khởi nghiệp lại từ bắt đầu. Khởi nghiệp như thầy đã nói là khởi nghiệp ít vốn, sẽ làm từ cái nhỏ nhất và cái số tiền ít ỏi thôi. Thì 1.000 gà thì bao nhiêu tiền, rồi cái trại bao nhiêu tiền, rồi lượng thức ăn như thế nào, thì Trang sẽ sổ sách ghi ra đựng mà áp dụng, rồi sẽ chia sẻ cho bà con mình, để những người nông dân họ không vốn vẫn khởi nghiệp được, những bạn trẻ vẫn khởi nghiệp được nha các bạn. Ở đây là làm, là làm bằng cái sự thật, chứ không có nói phép hay là làm ảo trên mạng. Trang thì Trang thích làm cái sự thật các bạn, làm được tới đâu thì chia sẻ đến đó. Nên nhiều bán cái thì lên nghiên cứu nhiều lắm các bạn, nhưng mà ngồi đó nghiên cứu không à, chứ không có thấy làm. Còn Trang muốn làm thì Trang sẽ trải nghiệm các bạn. Trang mong rằng bà con và các bạn hãy mạnh dạn, mình muốn làm thì hãy trải nghiệm. Trải nghiệm thực tế thì mình rút được nhiều kinh nghiệm nha các bạn. Không trải nghiệm thì sẽ không rút được kinh nghiệm đâu. Hôm nay thực sự là xuống đây nhìn thầy làm cái mô hình này thì Trang rất là ấn tượng luôn các bạn. Tại vì số lượng quá nhiều, thực sự là gà vịt thì chắc cũng không thể nào mà ăn hết đâu các bạn. Các bạn thấy nguyên một khu này mà thầy đã nuôi toàn bộ ổ trùng già để mà làm tỉ phân nha các bạn. Đấy, Trang sẽ quay tổng quan cái chỗ thầy nuôi cho các bạn xem. Tại vì như mình thường thường mình nuôi thì để cho gà vịt ăn không thôi. Còn ở đây thầy nuôi, thầy khai thác cái thị phân rùa lính đen, thì để ấu trùng già. Còn Trang ở trên đó Trang nuôi thì đa phần cho ấu trùng, do ăn ấu trùng nhỏ thôi các bạn. Đây các bạn nhìn cái mồng rùa của thầy nè, khiếp không các bạn, rùa nó đen đen kín luôn các bạn. Nắng quá mấy các bạn có nhìn thấy không nữa. Đây, Trang đang quay là buổi trưa nha các bạn, nên là như các bạn thấy nè, cái lá chuối mà ruồi nó bù đầy ngẹt đen kín luôn á. Số lượng ruồi thì nó rất là nhiều. Trang chỉ quay bên ngoài thôi, không thể nào vào mồng ruồi được nha các bạn, quá đông đặc luôn. Toàn bộ những cái ô nuôi này thầy đã nuôi hết luôn rồi các bạn, nuôi nước hết luôn các bạn. Cái lượng rất là nhiều, rất là khủng khiếp luôn. Đây các bạn nhìn thấy những ấu trùng to đùng luôn các bạn. Rồi, Trang xin chia sẻ sơ sơ cả nhà vậy nha, để Trang nói chuyện với thầy một chút, rồi có gì ngày mai Trang sẽ quay thêm cho chia sẻ cho các bạn nha. Bye bye các bạn.